Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe những câu chuyện trước khi nổi tiếng của Tiêu Chiến nhé. Các bạn có biết không, hai nam thần Phương Nguyên và Tiêu Chiến vốn là hàng xóm và quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai sống trong cùng một khu nhà và học cùng trường tiểu học đấy, còn bố của họ thì vẫn làm cùng đơn vị. Hồi bé, Tiêu Chiến là một cậu bé mụ mĩm dễ thương. Nếu như không nói trước, sẽ có nhiều tấm hình mà bạn khó lòng nhận ra đó là Tiêu Chiến. Đầu tiên hãy xem những bức ảnh dưới đây nhé. Anh ấy khoảng 3-4 tuổi và đang cùng mẹ chơi trò tàu lượn. Tiêu Chiến sinh năm 1991. Nếu tính khoảng 3-4 tuổi, thì bức ảnh này vào khoảng năm 1994-1995. Đây là giai đoạn mà kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng lạm phát, dư thừa lao động và giá nhân công rẻ mạt. Vì vậy trong giai đoạn này, đối với những gia đình có điều kiện mới có thể cho con chơi trò tàu lượn. Ngoài ra, nhìn vào hai bức ảnh tiếp theo này có thể thấy rõ kinh tế gia đình anh ấy ở trên mức trung bình. Đầu tiên là bức ảnh chụp trong phòng với ga trải giường bằng lụa này, tủ kính và phích nước phía sau. Ở tấm tiếp theo, anh ấy được chụp với công nghệ kỹ thuật số ghép nền. Đương nhiên là vào giai đoạn đó, những bức ảnh này không hiếm, nhưng chỉ đối với những gia đình khá giả mà thôi. Ngoài ra nhìn vào những bức hình này cũng có thể thấy Tiêu Chiến từ bé đã được sống trong sự yêu thương và chăm chút của ba mẹ. Khi kể về thời niên thiếu của mình, Tiêu Chiến nói rằng anh thường xuyên gõ cửa nhà hàng xóm, sau đó anh bị mẹ phát hiện và phạt roi. Từ đó anh ấy không dám nghịch như vậy nữa. Tuổi thơ ai đó đều từng có những trò nghịch dại và làm ba mẹ phiền lòng. Nhưng khi ta lớn lên rồi, đó sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ không thể nào quên được. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, blog chính thức của CCTV đã tung ra một trò chơi nhỏ tương tác với đông đảo cư dân mạng. CCTV đã đăng bài với caption: "Thật khó, bạn có thể đoán những bức ảnh thời thơ ấu của các diễn viên trẻ mà bạn thích và để mọi người nói những lời chúc phúc và kỳ vọng đối với họ." Trong những tấm hình này có ảnh của Tiêu Chiến. Nếu như các sao nam khác có ngoại hình tương đối giống với hồi bé, thì Tiêu Chiến lại có dáng vẻ rất khó nhận ra. Thực ra nhìn tấm ảnh này, nếu không ai nói, tôi sẽ không nhận ra là cậu ấy. Vậy còn quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Tiêu Chiến khi đi học là cậu học trò như thế nào? Một cư dân mạng tự nhận là bạn học ngồi cùng bàn tại trường trung học với Tiêu Chiến đã cho biết rằng ngoại hình của Tiêu Chiến khi còn học trung học rất đẹp. Vì vậy, các bạn trong lớp không ngạc nhiên khi anh ấy ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ. Cư dân mạng này còn cho biết, hồi cấp 3 Tiêu Chiến rất cao hơn so với người phương Bắc và người Trùng Khánh. Tiêu Chiến tuy cao lớn nhưng lại rất hiền lành, nói năng chậm rãi, từ tốn. Tiêu Chiến hầu như không bao giờ tỏ ra nóng vội, rất thanh tú, nhẹ nhàng và có nét gì đó giống với mẹ anh ấy. Trong chia sẻ của mình, người bạn học này khẳng định Tiêu Chiến là một chàng trai tinh tế và hoàn hảo. Điểm thiếu sót duy nhất là điểm học tập cấp 3 của Tiêu Chiến không được tốt lắm. Nó chỉ ở mức bình thường và không phải là cao thủ của trường. Cuối cùng, người bạn này của Tiêu Chiến nói rằng sẽ giữ vững tâm sơ để theo dõi và ủng hộ anh ấy, đồng thời lúc cần sẽ lên tiếng bảo vệ Tiêu Chiến nếu anh ấy bị hack. Khi Tiêu Chiến lên 8 tuổi, anh ấy bắt đầu học vẽ. Một cư dân mạng cho biết, dì của người bạn tốt của tôi đã học vẽ tranh với Chiến Chiến ở trường trung học. Cô ấy nói rằng Chiến Chiến thích mặc đồ màu đỏ, anh ấy cao và đẹp trai. Vào năm 2009, khi là học sinh phổ thông, Tiêu Chiến dường như đã có câu lạc bộ người hâm mộ của riêng mình. Khi đó, anh ấy đã rất được người khác quan tâm và chú ý đến. Ngoài ra, Tiêu Chiến khi còn học đại học đã là nam thần trong trường, cao ráo, đẹp trai và có mặt trong top 10 ca sĩ xuất sắc của trường. Tiêu Chiến là sinh viên chuyên ngành thiết kế thuộc Đại học Công Thương Trùng Khánh. Bản thân Tiêu Chiến trong những năm tháng sinh viên cũng không có bất cứ scandal hay tin tức tiêu cực nào cả. Một nữ sinh tự nhận là sinh viên năm nhất cùng trường đại học với Tiêu Chiến, cô ấy có một người bạn sau khi tham gia một trò chơi thì bị thua cuộc. Người bạn này của cô ấy phải tìm người buộc dây giày cho mình và Tiêu Chiến đã không ngần ngại ngồi xổm xuống buộc giày giúp cô ấy. Khi đó Tiêu Chiến là nhóm trưởng trong dàn hợp ca của nhà trường. Thậm chí trong buổi lễ kỷ niệm của nhà trường,
cô gái này cần phải dùng rất nhiều kẹp tóc để tạo kiểu trong sự kiện. Tình cờ Tiêu Chiến đi ngang qua và đã giúp cô ấy cầm kẹp tóc. Tiêu Chiến đã kiên nhẫn chờ cô gái buộc tóc xong. Vào năm thứ 2 của đại học, Tiêu Chiến đã bắt đầu thành lập xưởng thiết kế của riêng mình. Đây là logo của một quán cà phê qua hình ảnh nhân vật hoạt hình trong cửa hàng tại Trùng Khánh được thiết kế bởi chính tay Tiêu Chiến. Anh cũng thiết kế nhiều hình ảnh động cho họ. Khi những hình ảnh này được sử dụng, quán cà phê bỗng trở nên đầy màu sắc với những câu chuyện cổ tích. Ngay sau đó, cửa hàng này đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng. Rất nhiều người đã tìm đến đây để chụp ảnh và check in. Ngoài ra, những tác phẩm hội họa sau này của anh ấy cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Vậy còn chuyện tình cảm của Tiêu Chiến thì thế nào nhỉ? Các bạn có tò mò về mối tình đầu của anh ấy không? Mối tình đầu của Tiêu Chiến là cô bạn gái thời anh còn là sinh viên tại trường Đại học Công Thương Trùng Khánh. Họ đã cùng nhau đi mua nhẫn và trao nhau lời hẹn ước. Qua những tấm hình có thể thấy rằng Tiêu Chiến rất hạnh phúc. Tuy nhiên, đoạn tình cảm này của anh đã kết thúc khi cô gái ra nước ngoài du học và họ quyết định chia tay nhau. Ngoài ra, bật mí cho các bạn điều này, Tiêu Chiến khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, anh ấy đã xuất hiện trên mặt báo của tờ báo Trùng Khánh. Sau khi bước chân vào làng giải trí, Tiêu Chiến không hoàn toàn từ bỏ những kỹ năng của mình. Logo phòng làm việc, bìa album, thậm chí là cả nền hoạt họa cho buổi hòa nhạc do chính anh ấy vẽ. Mới đây nhất là thiết kế đồng sáng tạo của anh ấy với thương hiệu bia trái cây. Trong một cuộc phỏng vấn, khi MC hỏi anh ấy có muốn thử phong cách nhân vật nào nếu đóng phim truyền hình hiện đại, anh ấy thậm chí còn nói rằng anh ấy muốn đóng vai trò của một nhà thiết kế, một họa sĩ lang thang hoặc một vai nào đó tương tự như thế. Tiêu Chiến cũng nói rằng thiết kế thực ra cũng là một ngành khá khốc liệt. Lĩnh vực thiết kế cũng có rất nhiều áp lực. Anh ấy có nhiều kỹ năng ẩn bao gồm thiết kế, minh họa và biết sử dụng tất cả các loại phần mềm đồ họa có liên quan. Nếu Tiêu Chiến không gia nhập ngành công nghiệp giải trí, tôi tin chắc rằng anh ấy cũng sẽ là một nhà thiết kế thành công. Video tiếp theo, tôi sẽ mang những câu chuyện thú vị về thanh xuân của Vương Nhất Bác đến với quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh, chọn nhận tất cả thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn về idol của bạn nhé. Tôi là Như Mây, một người đưa tin. Hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.